tuyển dụng hàng loạt quan chức hải quan để chuẩn bị cho Brexit. Pháp thì đang tuyển dụng 700 công chức hải quan bổ sung vào các cơ sở kiểm soát biên giới để chuẩn bị cho viễn cảnh xấu nhất trong cuộc đàm phán Brexit với Anh ra khỏi Liên minh Âu Châu. Bộ trưởng phụ trách hải quan Pháp đã cho biết như vậy vào thứ Ba ngày 2 tháng 10. Theo đó, Bộ trưởng Gerard Darmanin nói một nửa số cán bộ hải quan mới sẽ được thuê vào cuối năm nay, trước thời gian mà Brexit có hiệu lực dự kiến vào ngày 29 tháng 3 năm 2019. Ông Darmanin vì vậy nói hải quan Pháp đã lắp đặt một máy quét mới có thể quét các tàu chở hàng đi qua đường hầm Channel nối Anh và Pháp ở tốc độ lên đến 30 km/h. Darmanin cũng nói rằng trong khi trước đây các cảng phía Bắc của Dunkirk thường xuyên xử lý hàng hóa tới từ bên ngoài EU, chính phủ của Pháp đang dự định mở thêm một cơ sở hải quan mới trong vùng lân cận Calais, nơi họ phải xử lý chủ yếu giao dịch với nước Anh.